Xin chào anh em. Và sau đây em xin phép test một đoạn nhạc cho con loa Harman Kardon này anh em nhé. Cái model này là model của thị trường Nhật luôn nhé, sản xuất cho thị trường Nhật nhé. Sẽ test một đoạn nhạc, em kết nối từ máy tính sang nhé. Loa siêu đẹp luôn. People in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Và hiện tại loa này đang bán với giá là 3,2 triệu một con nhá, hàng ship từ thẳng từ Nhật về anh em nhá. Loa có nó không còn thùng nữa nhưng mà loa đẹp, zin xuất sắc. Zin đẹp xuất sắc và có cả sạc zin đi kèm nhá. Đấy, nó hai con là hai cái sạc zin đi kèm. Và loa em bán với giá là 3,2 triệu một con. Anh em nào có nhu cầu liên hệ em nhá. Xin cảm ơn tất cả anh em.